Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh The Fungi Lab Channel. Ở video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn hai cái khái niệm nó khá là tương đồng với nhau và nó thường đi đôi với nhau. Và chúng ta lại thường hay sử dụng cái khái niệm này một cách nó hơi bị nhầm lẫn. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về nó. Cách sử dụng nó như thế nào ở trong một cái môi trường thực tế. Hai khái niệm đó chính là authentication và authorization. Vậy thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem authentication là gì và authorization là gì và hai cái khái niệm này nó khác nhau ở chỗ nào, đồng thời là nó được sử dụng trong các trường hợp nào ha. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu nói về authentication. Thì authentication là một cái quá trình xác minh user đó nó có đúng là cái người mà nó nhận hay không. Thì nghe thì có vẻ hơi hơi nhập nhằng, hơi có gì đó rối rối ở đây. Thì để mình giải thích. Ví dụ như mình có một cái email, thì mình nói là mình là người sở hữu cái email đó, mình là chủ cái email đó đi, thì mình cần phải cung cấp cho cái nơi tạo ra cái email đó, ví dụ như Gmail chẳng hạn, mình là chủ cái Gmail thì mình phải cung cấp cho cái Gmail đó cái password, cái ID và cái password, cái địa chỉ email và password để mình có thể xác thực được rằng đây chính là cái mật khẩu, cái password của cái tài khoản này, có đồng nghĩa với việc là tôi là có quyền truy cập vào cái tài khoản này, có nghĩa là tôi là chủ cái tài khoản này, mặc dù chưa hẳn 100% mình có password, mình có mật khẩu là mình 100% là chủ của tài khoản đó, nhưng ít ra nó cũng đã xác thực được là tôi có một chút xíu bằng chứng nào đó để chứng minh được tôi là chủ cái tài khoản email đó chẳng hạn. Như vậy thì đó chính là cái việc để mà authent, người ta gọi đó là authent authentication ha. Thì không phải là chỉ có password là chắc chắn khẳng định được mình là chủ cái tài khoản email đó, nên bắt đầu họ sinh ra cái việc gọi là xác minh hai lớp rồi ba lớp chẳng hạn. Như vậy thì tất cả những cái việc xác minh đó nó đều là authentication hết ha, các bạn nhớ cho mình cái chỗ này nha. Thì việc xác minh thì có thể xác minh bằng nhiều cách, bằng ID, username, password, bằng vân tay, ví dụ trên điện thoại di động của mình á, và hiện đang các dòng điện thoại smartphone mới nó đều tích hợp nhận diện bằng vân tay, rồi nhận diện bằng gương mặt, giống như trên iPhone đi, để đưa cái mặt vô là tự động nó unlock cái điện thoại của mình ra. You just raise it, look at it, and swipe right up to get started. Nghĩa là có rất là nhiều cách để mà mình xác định được user này đúng là cái user mà nó đang cần, để nó đang nhận là tôi là người đó, đúng không? Đó. Ở ví dụ thực tế ở trên ngoài đời đi, thì cái authentication này chính là cái chứng minh thư của các bạn, chứng minh thư hoặc là thẻ căn cước hoặc là passport hoặc là hộ chiếu gì đó, thì nó là một cái cách để mà mình chứng minh được tôi chính là cái người này nè, đó, bằng cách đưa cái thẻ đó cho người ta biết. Đó, tôi là người này. Còn ở trong lập trình thì cách mà các bạn thường hay thấy nhất đó chính là bằng username và password. Bên cạnh đó thì có thể bằng những cái phương pháp khác như nãy mình đã có liệt kê rồi. Thì quá trình xác minh bạn là ai, bạn có đúng là người mà bạn nói hay không, đó chính là authentication ha, mà mình hay có thể gọi tắt nó là authent. Rồi, vậy thì
Coi như tới đây mình đã tạm hiểu được authentication là gì rồi. Tiếp theo mình sẽ đi qua tới cái khái niệm gọi là authorization. Authorization. Vậy thì authorization nó được dùng để xác định xem cái người đó nó có được phép thực hiện một cái hành động gì đó hay không. Có nghĩa là nó xác định quyền của một user. Mà để xác định cái quyền của user thì mình phải hiểu rõ, mình phải biết chắc được user đó là ai. Không? Do đó, cái quá trình, cái process authorization này sẽ được thực hiện sau khi đã authent thành công. Ví dụ như trong thực tế mình lấy một cái ví dụ thực tế nha. Ví dụ như các bạn ra đường, các bạn chạy xe, các bạn phạm luật. Rồi, thì công an quắt bạn vô. Sau khi chào hỏi nhau xong là bắt đầu ok. Anh vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân bằng lái xe. Đúng không? Thì cái quá trình mà xuất trình chứng minh nhân dân và bằng lái xe là các bạn đang authent cho anh công an biết, cho cái chú công an biết là bạn đang là ai. Rồi, sau khi bạn authent với chú công an xong thì chú công an mới nói cho bạn biết là ok, tôi đã biết anh là ai rồi. Rồi, bây giờ trong trường hợp này anh đã vi phạm luật này, luật kia, luật nọ ha. Cái lỗi này, lỗi kia, lỗi nọ. Anh được phép làm việc này và anh không được phép làm việc kia. Giống như anh được phép chạy 50 km/h nhưng anh không được phép lấn làn. Vậy thì cái quá trình được phép hay không được phép đó chính là authorization. Đó, ví dụ ngoài thực tế cho mọi người có thể đơn giản dễ hiểu. Thì ở trong lập trình thì để mà mình có thể xác định được cái quyền của một user thì cái phương pháp đơn giản là người ta sẽ thường hay sử dụng một cái gọi là access token. Vậy thì access token là gì và làm sao để mình có thể có được cái access token đó? Thì một trong những cái cách đơn giản nhất mà để có thể có cái access token là mình sử dụng một cái gọi là GWT. GWT nó là viết tắt của cái chữ JSON Web Token. Bây giờ bắt đầu mình nói tới cái chuyện gọi là trong cái project gọi là lập trình rồi ha. Thì GWT là gì? Nó là viết tắt của chữ JSON Web Token. Rồi, mình bắt đầu mình coi định nghĩa nó ha. JSON Web Token là một cái chuẩn open, nghĩa là nó open. Nó không phải là tốn chi, có phải tốn tiền bạc phí gì kiểu để mà sử dụng đó, thì nó là open. Ở đó nó define định nghĩa một cái compact và shell content way. Này tôi không biết dịch sao luôn. Nghĩa là cái gì đó nhỏ gọn và nó một cách mà gọi là self content, nó nghĩa là tự chứa nội dung gì đó kiểu đó. Và để cho cái việc mà transmit information, nghĩa là transmit là vận chuyển đúng không, giao tiếp dữ liệu information giữa các cái bậc ti theo cái dạng là object json ha. Cái bậc ti nghĩa là các bên liên quan theo cái kiểu là JSON Object. Thì JSON Object là chắc các bạn đã biết cái JSON Object rồi, cái gì. Thì ở đây mình sẽ coi như các bạn đã hiểu được, biết được cái JSON Object là gì đi. Thì ở đây nghĩa là cái token này nó được định nghĩa theo cái dạng JSON Object. Và cái thông tin này được verify và chứng thực bởi những cái chữ ký số digital sign, nghĩa là bạn ký. Và cái size đó, cái chữ ký đó có thể sử dụng cái thuật toán là HMAC.
hoặc là sử dụng HMAC thì nó sử dụng bằng một cái secret, có nghĩa là bằng một cái giống như là cái mã bí mật vậy đó, và hoặc là mình sử dụng được public private key bằng cách là sử dụng thuật toán là RSA hoặc là ECDSA gì đó ha. Rồi thì ở trong cái GWT này, cấu trúc của nó sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên đó chính là header. Thì trong cái header này, đây là content của một cái header. Đây, ví dụ như vậy. Thì đây là cái kiểu mở ngoặc đóng ngoặc này là JSON đúng không? Bên trong cái key đầu tiên nó là thuật toán sử dụng cho để mà mình tạo ra token này. Thì ở đây là HMAC SHA256. Rồi, cái kiểu của token, cái kiểu của token thì là GWT, là JSON Web Token. Tất nhiên rồi, mình đang nói về nó mà. Tiếp theo là payload. Payload thì chính là cái thông tin ở bên trong của cái token đó mà mình đưa vào. Lúc mà mình, sau khi mà mình authent xong, mình sẽ đưa cái payload vào ở trong cái token, rồi mình trả về cho client hoặc là cho đối tác. Thì cái payload này có thể là bất cứ thứ gì mình thích, mình cứ bỏ vào. Mình định nghĩa cái gì mình cảm thấy là để đủ thông tin để mà mình có thể lần sau mà client nó gửi lại cho mình có thể biết được là ông này là ai và ông có những cái quyền gì ở trong hệ thống của mình, thì đều có thể nhét vào payload hết. Và nó là một cái JSON, cũng là một cái JSON object. Những cái key này, những cái key của cái payload này thì có một số key nó đã được gọi là chuẩn hóa ha. Thì mình có thể sử dụng theo cái chuẩn này, những cái key ở bên này đã được define sẵn. Thật ra nó cũng không bắt buộc các bạn phải, không hề bắt buộc, cái này chỉ là gọi là recommend. Nếu như có dùng thì mình sử dụng những cái này, còn nếu như bạn không thích, bạn có thể tự tạo cái key riêng của bạn, bạn bỏ data đó vào, là hoàn toàn là tự do. Thì trong này ví dụ mình có cái ESP, cái này không phải là kinh nghiệm giống như trong game, mà nó là expiration time, nghĩa là thời gian expire, thời gian hết hạn của token này. Đó, một cái field để mình có thể lưu ý. Thì trong cái video tới nữa, mà khi mà mình viết cái code demo cho cái việc mà mình sử dụng cái GWT này, thì mình sẽ demo cho các bạn coi cái cách để mà mình sử dụng cái expiration time này. Đó, thì nó là một trong những cái field đã được định nghĩa sẵn, đã được định nghĩa trong cái chuẩn của JSON Web Token này. Nè, các bạn có thể thích thì các bạn xài, không thích thì các bạn cứ bỏ qua, các bạn cứ đưa thông tin nào mà mình thích. Đó. Ví dụ như trong trường hợp này, payload tôi ví dụ đi, name là John và cái biến admin nó là true, nghĩa là anh John này chính là một người admin. Và cái phần tiếp theo nữa của cái JSON Web Token, nó chính là một cái signature ha. Thì cái signature này nó là một cái chữ ký, nó được sử dụng cái thuật toán là HMAC SHA256, ví dụ như tại vì là cái thuật toán ở trong cái header này đó, và nó sẽ sai lại với cái base64 UL code của cái header cộng với dấu chấm cộng với base64 UL code của cái payload. Và họ HMAC SHA256 bằng cái secret. Cái secret này chính là một cái key bí mật của mình ha, do mình tự gen ra. Đối với cái thuật toán này thì mình chỉ cần một cái key là mình có thể gen ra. Vậy thì cuối cùng thì cái gọi là kết quả cuối cùng của cái token này, nó có cái dạng giống như thế này đây. Nghĩa là một cái chuỗi base64 UL encode của header, một cái chuỗi
7.4 QR code của Pilot và một cái kết quả HMAC 256 của cái chỗ này đây, của hai cái ở trên, nghĩa là cái đoạn string ở trên. Cái này dùng để mình chứng thực được cái data của mình nó là không bị thay đổi. Tại vì chỉ cần cái data trong header hoặc pilot nó thay đổi thì cái cục signature này của mình nó cũng sẽ thay đổi theo. Và nếu như cái signature khi mà các bạn gửi lên trên server, server sẽ bắt đầu tính lại cái signature này, và nếu như hai cái signature nó không có khớp với nhau thì có nghĩa là cái token này nó không hợp lệ. Và cái sứ định kỳ này chỉ có cái anh server ảnh mới có, nên client sẽ, nếu như client không biết sứ định kỳ thì không thể nào mà tự gen ra được cái signature này hết. Đó là cách mà cái JSON với token này nó verify cái data của mình ha. Thì đây chính là một cái sơ đồ trong một cái hệ thống. Đầu tiên cái application hoặc là cái client nó có thể là bất cứ gì, nó web, mobile, PC, là một cái server của đối tác, nó đứng ở vai trò là client, nó sẽ gọi qua một cái login API thì và cung cấp username password ha. Thì quá trình này chính là quá trình authentication của mình, là quá trình authent đó ha. Giả sử trong trường hợp này client truyền lên username và password hợp lệ có trong hệ thống của mình, thì login API này, cái quá trình authentication sẽ sử dụng, ví dụ trong trường hợp này mình sử dụng cái JSON với token đi, thì GWT nó sẽ gen ra một cái access token, chính là cái token khi nãy mà mình vừa xem này, ví dụ như cái string này nè đấy, và trả về cho client. Client sẽ giữ cái access token này. Sau đó thì sao? Sau đó client cần truy cập những cái API gọi là protected, có nghĩa là những API đó phải cần được bảo vệ, có nghĩa là không phải ai cũng có quyền truy cập vào những API đó, mà chỉ những người đã login, đã có cái tài khoản trong hệ thống mới có thể truy cập vào những cái resource này, chẳng hạn như vậy. Thì khi này client sẽ cầm cái access token này và gọi vào cái protected API. Khi gọi vào đây thì hệ thống của mình sẽ đi kiểm tra lại cái access token của client gửi lên, xem là cái access token này nó có hợp lệ hay không, data nó có đúng hay không, nó có hợp lệ hay không. Nếu như hợp lệ thì cái protected API này nó sẽ xử lý cái logic và nó sẽ trả lại ngược lại data về cho client. Còn nếu như không hợp lệ thì server sẽ từ chối trả data, nó sẽ trả một cái mã lỗi error ha. Thì cái việc mà sử dụng set token này nó sẽ hạn chế được cho mình cái việc là phải đi query cái username và password đó ở trong cái database chẳng hạn. Cứ mỗi lần mà cái client của mình nó cần một cái data gì đó ở trong cái protected API mà nó cứ truyền username password lên, rồi cái protected API này phải đi query trong DB để xem ok, cái ông này ổng đưa data như vậy, ổng có đúng là cái người này hay không, sau đó rồi mới trả data về. Thì cái việc đó nó làm cho cái hệ thống của mình chạy sẽ rất là chậm và phải thường xuyên đi query ở dưới trong cái DB ha. Thì cái việc đó nó không hay cho lắm. Thì cái access token này sinh ra giúp cho mình không cần phải đi query cái username password ở dưới database của mình nữa, mà mình chỉ cần việc đi verify lại cái access token này bằng cách tính lại cái signature
xem nó có khớp với nhau hay không là đủ ha. Và ở trong này thì có một cái lưu ý cho mọi người, đó chính là tất cả mọi thông tin trong token đều có thể được nhìn thấy từ phía user, mặc dù là user không thể thay đổi nó được ha. Tại vì khi mà thay đổi nó thì làm cho cái sai cái chữ ký đi, sai cái signature của mình đi, thì lên server sẽ reject ha. Mặc dù là không thể thay đổi nhưng lên có thể thấy được, có nghĩa là chỉ cần nó cầm cái token đó thì nó có thể coi được tất cả mọi cái thông tin ở bên trong của token đó. Do đó khi mà mình xây dựng hệ thống, mình không nên đưa những cái thông tin mà gọi là nhạy cảm, bí mật vào bên trong token. Ví dụ như mình có username và password để đăng nhập, đúng không? Sau đó thì sẽ token trả về cho mình. Thì trong cái payload của sẽ token, trong cái payload của sẽ token này, chỉ có thể nên cần có là gì? Username, không? Hoặc là display name, tên hiển thị, hoặc là cái vai trò của người đó trong hệ thống, mà mình sẽ không trả về cái password luôn ở trong sẽ token, tại vì cái thông tin đó là một cái thông tin nhạy cảm, thông tin cần được bảo mật đó. Mà cái sẽ token này thì chỉ cần cầm sẽ token đi là mình đã có thể là mình decode ra để mình thấy được cái payload ở bên trong đó. Nên là mình không đưa những thông tin bí mật vào bên trong access token ha. Thì video này mình chỉ dừng lại ở cái việc giải thích cho các bạn biết được cái khái niệm của authentication và authorization, đồng thời đó giới thiệu cho các bạn biết về JSON Web Token nó hoạt động như thế nào trong cái quá trình authorization của mình ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video kế tiếp. Mình sẽ demo bằng code, trên cái code demo sử dụng cái Echo Framework của mình và apply cái middleware GWT này vào trong cái demo của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.